Thân ái kính chào quý vị trong chương trình Làm Vườn sau sân nhà tôi. Tên mình là Phan Nam Thanh, mình đang đứng ở trong cái vườn Tamarix, là bên cạnh cái vườn vàng, cái vườn Abulia đó. Vì sao kêu bằng vườn Tamarix? Vì quý vị có ở đây cái cây Tamarix, quý vị không có gặp được đó, mà cây này khá ốm và khá cao, cao tới 5 thước lận. Và lúc mà bông nó nở, nó bông có chút xíu à, và rất là nhẹ nhàng, rất là lãng mạn. Và lần này mình sẽ thiết kế lại cái khu này cũng đơn giản, vì có cần đổi cây vị trí này qua vị trí kia, xong có trồng thêm mấy cây Pereño như là Clematis bên cạnh cái cây thông, và đặt thêm cái dàn bằng hình tam giác nữa. Thì bây giờ mình mời quý vị tham gia với mình và bắt đầu đào. Ở đây quý vị có cây Juan García, mình sẽ đặt trước cái cây thông. Ở đây mình có cây Malva màu hồng. Đây mình có mấy cây Scabious nhỏ nhỏ, mình sẽ đặt ở đằng trước. Và đây quý vị có hai cái Phlox hai màu khác nhau, mình sẽ đặt đằng trước cái kia hồng leo. Ở đây mình gần xong trồng hết mấy cái bông, mà bây giờ còn cây Malva và cây leo Clematis màu tím, và cộng thêm vài cây Anuen nữa. Thì lúc mà bông đây bắt đầu nở đó là sẽ rất là màu mè. Ở đây mình đang cầm một cái nhánh của cái cây Tamarix. Quý vị coi á, cái phần mà mới mọc ra đó nó hơi giống cái loại mà cây thông Juniper, và nó cũng khá giống ren. Và lúc mà mình dòm á, bông bắt đầu nú ra một chút, là mấy cái chấm chấm màu hồng, mà sau này nó sẽ lớn hơn một chút. Và ở mấy cái nước mà bên Âu Châu, mà cái vùng mà Mediterranean đó, cái biển Mediterranean đó, mấy cái nước nó hay trồng cây Tamarix này lắm. Và lúc mà mình không có tỉa thì cái cây nó thành cũng khá lớn. Ở đây thì mình muốn giữ nó gọn ghẽ thì thỉnh thoảng mình sẽ tỉa nó. Cái cây hồng leo đã nhận được cái nhà vàng tam giác không có lâu. Cây hồng leo rất là khỏe, bông ở trên đã có rồi mà cũng gần đỏ thôi. Và cái phần ở dưới đó quý vị thấy mấy cái nhánh mà phụ á, có mấy cái dài bây giờ tới 50 cm rồi. Thì giờ mình muốn giữ mấy cái nhánh phụ khoảng từ 20-35 cm rồi, để cho giữ cái hồng leo còn lại. Ở bên trái của mình là có ba cái Phlox. Thì hiện tại bây giờ là bây giờ quý vị thấy giờ có nhánh nó mọc lên ha, mỗi ở đầu của cái nhánh đó, sau này sẽ có nguyên một cái đống bông, hoặc là nó tròn, hoặc là nó dài thêm một chút, sau đó sẽ có mấy cái bông nhỏ nhỏ, nó cũng có mấy trăm loại. Mà cái loại này này là cái daylily này có còn nhiều loại hơn nữa. Thì bây giờ đang lá mọc ra, sau này sẽ có mấy cái nhánh nó sẽ mọc sau này một chút. Và ở đầu mấy cái nhánh đó quý vị có một đống bông, nó mở ra giống như là mấy cái thông tết vậy. Và cái màu mà mình có hiện tại bây giờ đây là một tím trộn với một xanh lá cây với màu hồng, rất là đẹp. Bây giờ mình còn gắn ba cái chống bên hông của cái vàng, là cái vàng sẽ xong rồi bắt đầu gắn quý vị. Cái vàng đã xong rồi quý vị ơi, bây giờ mình bắt đầu đặt xuống đất và cho cái cây Clematis bắt đầu trèo lên. Mình đã đặt cái dàn xuống đất rồi, cái vườn Tamarix đã hoàn tất rồi. Mấy cái dự án nhỏ này nó rất là hay ho, vì lúc mà quý vị bắt đầu á thì quý vị biết lúc nào bắt đầu và không biết lúc nào sẽ xong. Thì lúc đó quý vị phải lấy gỗ có ngắn có dài, sau đó quý vị phải nối thêm nữa. Và lúc mà quý vị làm xong được á, quý vị sẽ cảm giác rất là hài lòng. Và mấy người mà không có thích đó, xài cưa hay máy móc mà, thì quý vị có thể ra thì làm bông và mua mấy cái dàn tam giác mà họ đã làm sẵn rồi, chắc chắn lúc đó cái dàn của họ sẽ đẹp hơn cái dàn của mình làm ở đây. Cảm ơn quý vị đã coi chương trình Làm Vườn ở đằng sau sân nhà tôi, và hẹn quý vị lần sau.